Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại cộng với dịch bệnh, những ngày gần đây giá các loại rau xanh tăng cao so với thời điểm trước Tết. Do đợt rét vừa qua, một số diện tích rau xanh của người dân trồng bị chết, việc chăm sóc rau gặp nhiều khó khăn, rau phát triển chậm. Do vậy, giá rau xanh từ sau Tết đến nay tăng cao rõ rệt, nhất là các loại rau ăn lá, giao động ở mức từ 6 đến 10.000 đồng một mớ. Bắp cải, su hào tăng giá gấp đôi. Một số loại rau gia vị cũng tăng gấp từ 3 đến 4 lần so với thời điểm trước Tết. Nhà tôi trồng một sào rưỡi rau, nhưng mà trước Tết thì bán được có nghìn, nghìn rưỡi bố. Còn có khi thậm chí bán, bây giờ thì bán đến 4, 5 nghìn. Tất cả đều mọi mặt hàng, chứ không phải mình chi là rau hoa quả, nhưng có tăng. Đó là thực phẩm thiết yếu hàng ngày, cho nên người dân vẫn phải khắc phục. Cùng với yếu tố thời tiết, nhiều diện tích rau vụ đông xuân đã hết thời vụ thu hoạch nên lượng rau khan hiếm hơn. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, nhu cầu dự trữ rau xanh của người dân cũng tăng. Cộng với rau bán tại các chợ dân sinh qua nhiều đầu mối đã khiến giá rau khi đến tay người tiêu dùng tăng cao. Theo dự báo, mặc dù giá tăng cao nhưng đây chỉ là biến động cục bộ và giá rau củ quả sẽ sớm trở lại bình thường khi thời tiết ấm hơn. Tuy vậy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác quản lý, tránh tình trạng người dân sản xuất sử dụng các chất kích thích tăng trưởng để chăm bón rau gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng khiến nhiều lao động phải nghỉ làm, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, với tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn hiệu quả với dịch bệnh, các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực xây dựng phương án duy trì hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Để duy trì hoạt động trước diễn biến lây lan nhanh của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đã chủ động xây dựng phương án phù hợp với đặc thù ngành nghề, điều kiện của đơn vị. Có doanh nghiệp duy trì ba tại chỗ, có doanh nghiệp thực hiện một cung đường hai điểm đến. Do số ca F0 tăng cao, một số đơn vị cũng đã chuyển trạng thái từ làm việc trực tiếp sang làm việc online giao dịch trực tuyến với khách hàng. Thì chúng tôi đã thực hiện chế độ làm việc online Bên cạnh đó thì tại đơn vị thì chúng tôi cũng đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị vật tư y tế cần thiết cho các tổ các đội đi làm tại hiện trường. Bố trí nhân lực một cách hợp lý cho tại từng thời điểm để đáp ứng cái nhu cầu công việc. Theo thống kê của Sở Công Thương Thanh Hóa, đến thời điểm này, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định. Hai tháng năm 2022, chỉ số công nghiệp của Thanh Hóa tăng 12,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,3%, giá trị xuất khẩu tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Việc chủ động các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh đã giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục. Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa sẽ trồng mới 10.000 ha rừng. Đến thời điểm này, các đơn vị địa phương và các hộ trồng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị đủ điều kiện và triển khai trồng rừng vụ xuân 2022 đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Theo số liệu từ Tri Cục Kiểm Lâm tỉnh, Thanh Hóa hiện có 6 vườn ươm và một số đơn vị hộ dân tham gia sản xuất cây giống lâm nghiệp. Trung bình mỗi năm sản xuất trên 21 triệu cây giống, trong đó chủ yếu là keo tai tượng, sấu, sao đen, lát hoa và son ta. Trong kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm nay, nhiều địa phương đã đưa giống keo lai nuôi cấy mô vào sản xuất. Để đảm bảo nguồn giống chất lượng, chính quyền các địa phương, ban quản lý rừng phòng hộ và các dự án phát triển lâm nghiệp đã chủ động kiểm tra các vườn ươm, để kiểm soát chất lượng giống cây lâm nghiệp trước khi xuất bán. Đồng thời, khuyến cáo bà con nên mua cây giống lâm nghiệp tại các cơ sở uy tín, tuyệt đối không mua cây giống trôi nổi, không có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng rừng trồng. Các cái chủ rừng, đặc biệt là ban quản lý rừng và hội như thanh, cũng như là các chủ rừng trên địa bàn đã chuẩn bị đầy đủ các loại giống có chất lượng, rõ nguồn gốc và cung cấp cho nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là chúng tôi phấn đấu là năm 2022 là đưa cái giống keo In vitro tức là keo cây mô vào để trồng trên địa bàn. Cái keo này thì nó có cái tốc độ tăng trưởng rất, sinh trưởng rất là nhanh và cái độ đồng đều rất chỉ là tốt. Để đáp ứng kế hoạch trồng mới 10.000 hecta rừng trong năm 2022, thanh hóa cần đến gần 20 triệu cây giống. Với năng lực sản xuất như hiện nay thì nguồn cây giống sẽ đảm bảo về số lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định mới về thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn Thanh Hóa từ 87,5% giảm xuống còn 79,22%. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đang phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân chịu tác động bởi chính sách mới tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Xã Ái Thượng, huyện Bá Thước có 11 thôn với trên 1.100 khẩu. Trước đây, Toàn xã có 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, trong đó đa số là được ngân sách nhà nước cấp miễn phí. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, có 3 thôn không còn thuộc diện được hỗ trợ về bảo hiểm y tế, tương đương với khoảng 2.000 người. Sau đó, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với các ngành bảo hiểm xã hội, biêu điện, các đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ để người dân tham gia bảo hiểm y tế qua cái việc mà thay đổi các cái quyết định thì là chính quyền địa phương cũng đã có tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền đặc biệt là hệ thống chuyên môn là đã đến từng thôn à, tuyên truyền cho toàn thể bà con nhân dân biết được cái việc mà thay đổi giữa chính sách cũ và chính sách mới à, do vậy là người dân cũng đã có ý thức trong cái việc mà tự đóng bảo hiểm để bảo vệ cái sức khỏe cho mình. Theo quy định mới, Thanh Hóa có hơn 334.500 người bằng 8,28% dân số không còn trong diện hưởng chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuyên truyền, giải thích để người dân bị tác động bởi chính sách mới tích cực tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình để được giảm mức đóng ra soát số người được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế khác theo diện cận nghèo, người cao tuổi, học sinh sinh viên, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, có mức sống trung bình nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Bản tin 18 giờ 30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Trong ngày 25 tháng 2, đội quản lý thị trường số 3 của quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ kỹ thuật TNT tại địa chỉ số 5 lô A.2, khu đô thị mới Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, phát hiện và tạm giữ 5.000 bộ kit test nhanh COVID-19 do nước ngoài sản xuất và 600 máy đo nồng độ oxy trong máu. Theo ước tính, lô hàng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng tử, Tuy nhiên, trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định. Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa kiểm tra hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Hằng, thu giữ 1.000 viên thuốc nhãn hiệu Liên Hoa Thanh Ôn, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng này được ghi là thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đối với bà Nguyễn Thị Hằng với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ thông báo trên hệ thống thông tin đến toàn bộ văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu không thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản liên quan đến 10 cá nhân, trong đó có ông Huỳnh Văn Dõng, giám đốc CDC Khánh Hòa. Được biết từ năm 2020 đến năm 2021, CDC Khánh Hòa đã mua hơn 63.200 kit test do công ty Việt Á sản xuất với số tiền hơn 26,2 tỷ đồng. Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 25 tháng 2, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện tại km 54 cộng 250, cao tốc nội bài Lào Cai. Có một xe hiệu Innova 7 chỗ đang dừng đỗ và bên cạnh là nhóm người ngồi ăn uống trên làn rừng khẩn cấp của đường cao tốc. Tổ công tác đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại vị trí trên, xác định tài xế sinh năm 1972 ở tỉnh Đồng Nai. Với hành vi vi phạm trên, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm người nước ngoài thông qua mạng Internet. Cơ quan điều tra đã bắt giữ Đặng Văn Nhân, sinh năm 1989, trú tại xã Minh Quang, Kiến Sương, Thái Bình, đối tượng nghi cầm đầu đường dây môi giới mại dâm trên. Thủ đoạn hoạt động của đường dây này khá tinh vi, nhân chỉ giao dịch với khách mua dâm và gái bán dâm qua nhiều số điện thoại di động khác nhau, mỗi số sử dụng một điện thoại riêng kết nối internet mạng 3G mà không gặp trực tiếp. Tại cơ quan công an nhân khai nhận, năm 2020, do không có nghề nghiệp ổn định, đối tượng đã nghĩ ra việc môi giới mại dâm người nước ngoài và người Việt Nam qua mạng internet để thu lợi bất chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh và trong nước, ngay sau đây là phần tin quốc tế. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.